Ở sao menu đây, các bạn thấy là nó hiển thị lên lên được đúng không? Mình xử lý được đúng không? Bây giờ mình sẽ học thêm một cái thằng nữa nha. Một cái thằng nữa nó được gọi là context menu. Thằng context menu y chang như thằng ở sao menu, không khác gì hết cơ. Ví dụ như sau này. Bây giờ là ở trong cái thằng này đúng không? Ở trong cái thằng giao diện của mình này, mình sẽ tạo cho nó một cái button đi. Đó, tạo cho nó cái button nha. Rồi, vậy thì cái button này á, nó sẽ xử lý như sau nè. Set cho nó cái test nha. Bây giờ mình muốn là gì? Khi mà người dùng nhấn vô cái button này thì nó sẽ hiển thị ra cái menu. Được không? Hiển thị ra cái menu ngay ở trên cái button này luôn. À rồi, ok ha. Show menu. Rồi, show menu ha. Rồi, ok, đặt ID cho nó nè. Đặt ID cho nó nha. Sao nó bị lag vậy ta? Rồi, btn show menu. Rồi, ok ha. Rồi, nhấn vô thì nó sao? Nó sẽ hiển thị cái show menu ở đây, đúng không? Rồi, vậy thì ở đây rất là đơn giản nha. Rồi, đầu tiên á, sơ sơ trước gì làm thì mình cũng phải ánh xạ nó ha. Ánh xạ nó xíu. BTN show menu. Rồi, favorite body ha. Rồi, .id, .btn show menu. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình lấy lại cái menu option này luôn nha. Có nghĩa là tí nữa mình sẽ hiển thị lên lại đúng cái menu này luôn, ở trên cái content luôn. À, mình khỏi cần phải tạo lại thôi. Tạo lại nó bị trang vậy à, nó không khác gì hết trơn. À, nó căn bản nó chỉ là cái menu thôi, chứ không gì hết trơn. Rồi, vậy thì bây giờ thằng này nè, các bạn tạo option menu thì các bạn gọi là gì? On create option menu, đúng không? Vậy thì bây giờ các bạn gọi cái thằng content thì nó sẽ có là on create. On create ha, on create. Rồi, đây, on create context menu. Không khác gì hết. Thằng kia là on create option menu thì nó tạo ra menu option. Còn thằng này là sao? On create context menu thì nó tạo ra menu context. Vậy thôi. Được không? Rồi, vậy thì cái chỗ này làm sao? Cũng y chang như thằng kia. Ha, y chang như thằng kia, nó không khác gì hết trơn. Rồi, ở đây mình cũng sẽ tạo cho nó một cái menu in Flutter. À. Rồi, cũng get menu in Flutter. Rồi, cũng gọi cái in Flutter này chấm get luôn. Rồi, cũng r chấm menu chấm menu option. Rồi, cũng để nắp menu luôn, y chang. Không khác gì so với cái on react option. Không khác gì hết. Rồi, cũng tương tự như vậy. Trên này mình list được nó đúng không? Thì mình sẽ có cái gì? On option item selected. Vậy thì bây giờ mình list thằng on content thì mình sẽ có là gì? On content item selected. Chả khác gì, đúng không? Nó khác mỗi chữ option thành chữ content, content thành chữ option hết. Rồi, vậy thì cái thằng này sao? Cũng sẽ xử lý y chang như thằng này luôn. Đây, copy xuống nha. Copy cái thằng mà on option item selected nè. Copy xuống luôn. Không khác gì, đúng không? Rồi, ok. Vậy thì bây giờ làm sao để mình có thể là gì? Mình biết được là nhấn vô cái nút đó thì nó sẽ tạo ra được cái menu, đúng không? Vậy thì ở đây nè, mình còn phải thực hiện cho mình thêm một cái thao tác nữa là gì? Mình sẽ đăng ký cái thằng nào sẽ có cái menu đó. Ha, bằng cách là gì? Trong ORI ha, trong ORI mình sẽ gọi cho nó một cái thằng, nó được gọi là register. Đây, register for context menu. Được không? Và mình sẽ truyền cho nó cái view nào, có nghĩa là cái widget nào mà mình cần hiển thị cái context đó lên. Thì cái widget nào mình cần hiển thị lên, có phải là cái button đúng không? Cái button, vậy thì nó chính là btn show menu. Vậy thì ở đây mình sẽ gọi cho nó là btn show menu. Xong, hết. Đó, cực kỳ đơn giản, chạy thử. À, chạy thử xem thử là gì. Bây giờ mình nhấn vô cái nút thì nó có show lên được cái menu hay không. À. Rồi, chạy thử nha, chờ xíu. Lạc quá. Rồi, ok ha. Rồi, nhấn nè. Đấy, trời ơi. Sao nó lag quá nè. Rồi, ok. Đấy, các bạn thấy ha. Nó sẽ tạo ra được cái menu. Và các bạn có thể list được như bình thường nha. Đấy, à, chỉ thi đã được trang chủ nè nè. Rồi, các bạn click nó. À, rồi, nhấn vô quản lý cũng được luôn. Đấy, các bạn nhấn vô cái gì cũng được hết ha. Cái thằng này nó được gọi là context menu nha.